Vâng, em Tuấn hôm nay chào các bác. Hôm trước thì em Tuấn có giới thiệu cho các bác cái đôi loa Diatone này, đôi loa Diatone DS 37B, và báo cáo là đôi này em đã có một cái clip giới thiệu chi tiết về em nó là trước, trong và lôi cả ruột gan rồi. Nhưng có một số bác thì lại em cứ báo là cái đôi loa này không hát được. Báo cáo bác là hôm nay em Tuấn nha, dòng này thì các bác ghép với lại âm đi Pioneer hoặc Sansui nhé, rất là hay. Còn hôm nay thì để hát được thì bắt buộc em, nếu mà ghép với âm đi Sansui thì bắt phải có vang. Còn hôm nay em cắm tặng con âm đi dân mua 506 của em dẫn lên để em test cho các bác cái thứ nhất là test âm thanh đã, sau đó em sẽ test về hát cho bác. Hát thì sẽ có hai ba thể loại nhạc, chẳng hạn nhạc cổ, nhạc xưa. Đối với đôi này thì trên kênh em đã báo cho bác rồi là mức giá 6.900.000 nhé, 6.900.000 đôi này. Bao cho bác tham khảo giá toàn quốc nhé, cảm ơn lúc bác là cần clip và chi tiết của em nó thì em sẽ gửi clip chi tiết của em nó cho các bác đấy. Sau đây mời các bác đến với cái bản test, em test nhạc đấy nhé, test nhạc được chưa, không thì cần thì em giới thiệu qua cho bác đây, cho bác nhìn này đây. Con này nó lên đến bát 37 rồi chứ không phải nhé, 30 nữa. Cả viên thì nó phải 37 đấy. Con này rất là nặng, nếu mà bác nào đói chắc không bê được nó đâu. Đôi này mức giá 6.900.000, các bác tham khảo giá thoải mái. Đây bên sườn nó có một bông một tí lớp xi mili này, nhưng cái này không quan trọng quá nha. Này này chẳng quan trọng, lớp trong của nó còn đẹp nữa này. Đấy, ok chưa? Đấy, đôi này mà đói thì các bác bê được đâu. Thông số của em đó đây, Diatone DS37B, độ nhạy 91 dB, ok chưa bác? Đấy. Con này có thể ghép cùng bộ gia đình nhà các bác, có thể vừa hát nghêu ngao được, nhẹ nhàng tình cảm đấy. Sau đây em Tuấn sẽ test hát cho bác, em test cho các bác nghe nhạc mà các bác đeo tai nghe vào. Okay.
tuần test nhạc cho bác chỉ cần vậy thôi ạ. Thì chút nữa em sẽ test hát cho bác cả nhạc trẻ nhạc cổ luôn ạ.